Chọc khe, rồi! Không có một tiếng còi nào cả. Và các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thì đang phản ứng hết sức quyết liệt với quyết định của trọng tài Bùi Minh Kiệt. Jetovic. Lại là đường chuyền dành cho Kion. Tiếp tục có một tiếng va chạm và trên sân thì tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội đang bị đau. Đây là lần thứ hai mà trọng tài Sokran Bubekiat xua tay cho rằng không có lỗi từ các cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà trong những tiếng tranh chấp với Kion. Tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang nằm sân. Đây là cầu thủ đã chơi không thực sự tốt cho những bước khởi đầu cùng với câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng sau đó ở những vòng đấu cuối này thì anh lại đang có được một hiệu suất ghi bàn tốt. Kion cho tới thời điểm này đã có 5 bàn thắng ở V-League 2023. Ở vòng đấu trước thì anh đã đóng góp một pha lập công rất hay, làm người ta gợi nhớ tới Robin van Persie. Và cùng với đó là một tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng trong một diễn biến cực kỳ bất ngờ. Tất nhiên là trong một trận đấu như thế này thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam là ông Philippe Trugier sẽ rất khó có thể bỏ qua một cơ hội để ông trực tiếp chứng kiến hàng loạt những cầu thủ quan trọng để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong một trận đấu cực kỳ căng thẳng. 15 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số là 2-1. Rafael Sanchez quyết định tìm kiếm cơ hội bằng một cú sút xa. Văn Quyết. Chọc khe, rồi! Không có một tiếng còi nào cả. Và các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thì đang phản ứng hết sức quyết liệt với quyết định của trọng tài Bùi Minh Kiệt. Người đã thoát xuống ở phòng vừa rồi là Hùng Dũng. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của các cầu thủ Công an Hà Nội. Tấn Trường đã xuất tướng kịp thời. Đây là pha phối hợp giữa Văn Quyết và Hùng Dũng. Giáp Tuấn Dương là người đã băng ra. Và ông Bumekia thì không cho rằng đó là một tiếng phạm lỗi. Còn 20 phút thi đấu trước mắt trong thời gian thi đấu chính thức. Và sau đó là khoảng thời gian bù giờ. Cách biệt một bàn mong manh. Công an Hà Nội đã hai lần dẫn trước đối phương. Nhưng liệu họ có duy trì được thành quả hay không? Văn Quyết. Jetovic, Kion! Và vẫn không có một tiếng còi nào cất lên cả. Lần thứ ba với những pha va chạm trong khu vực 16m50. Trọng tài Bumekiat không cho cầu thủ Hà Nội được hưởng 11m. Và đây là tâm trạng khó hiểu của Kion. Quang Hải. John Klee cũng đã thấm mệt. Hãy cùng xem lại pha tấn công của cầu thủ Hà Nội. Tác động từ phía sau của Hồ Tấn Tài. Một pha xử lý tiểu xảo nhưng tương đối tinh quái của Hồ Tấn Tài.